Lần đầu tiên mà con gặp nhau thì chồng con hơi tím. Tím? Chồng con rất tím. Cái tím là mặc đồ tím hay là tính tình rất là... Tím! Vì sau con thấy là ông ấy cũng có cái phản ứng rất là mãnh liệt với giới tính thuần khiết của mình. Nhưng mà con nghĩ là cũng có thể là hơi linh hoạt. Chồng con thì dù đi đâu đó riêng tư, chồng con thích về nhà ngồi nói chuyện tâm sự cơ. Mà chồng con tâm sự sợ lắm, chồng tâm sự toàn đến 3-4 giờ đêm. Chồng con mới thôi ý. Mà cứ tâm sự rồi. Lần đấy kiểu là hai đứa kiểu tâm sự đến sáng rồi tối kia, xong rồi chồng con bắt chịu trách nhiệm. Hả? Gì? Chồng con bắt chịu trách nhiệm. Con chịu trách nhiệm. Vâng. Anh chồng rất là xì tin, rất là Gen Z nha. Mà lâu lắm rồi mình mới thấy một cô dâu mặc cái đầm ngắn ha. Yeah. Xinh xắn vậy. Đầm ngắn mà mang cái đôi giày cũng rất là xinh luôn nha. Mời hai vợ chồng Gen Z giới thiệu về mình đi. Đầu tiên thì cho phép con gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận và toàn thể các quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son ạ. Con tên là Nguyễn Thúy Hiền, hiện tại thì con đang sinh sống ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con thì là sáng tạo nội dung ạ. Con cũng đam mê diễn xuất hài trên các mạng xã hội. Cái nghệ danh của con là gì nè? Nghệ danh của con là Tiêu Thố ạ. Tiêu Thố? Vâng. Cái thố là để ăn cơm hả con? Không 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 ạ. Tiêu Thố ở đây là thố là thỏ ấy ạ. Tiêu Thố là thỏ con. Là tính cách của con cũng khá là hoạt bát. Ồ, chào bé thỏ con. Còn đây là chồng của con. Con không cần phải giới thiệu, người ta đều biết đây là chồng con rồi. Mời chồng của thỏ con. Con xin chào cô Hồng Vân ạ, chào chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Lê Hòa Tuyên, con sinh năm 1997. Hiện tại thì con sinh sống và làm việc ở Hà Nội ạ. Tại vì con là CEO của một công ty về thương mại điện tử. Kể cho chú với cô Vân nghe là cái mối lương duyên nào mà đã khiến xui cho hai đứa gặp nhau. Nếu mà để nói về lương duyên của con với chồng con thì cũng khá là ly kỳ. Con cũng là may mắn là có nhiều người biết và cũng yêu quý mình nên là con cảm thấy rất biết ơn. Và thi thoảng là có tin nhắn chờ ấy, chồng con lại không vào tin nhắn chờ mà chồng con vào tin nhắn spam chờ của chờ luôn ấy. Thì con không trách. Thì chồng con cứ nhắn thôi, nhắn ngày này qua tháng nọ và nhắn rồi tới khi nào mà con rep thì thôi. Thế là đến một ngày thì là con có rep tin nhắn. Con nhớ là bao lâu thì con mới rep? Hình như là 3 tháng chú ạ. Con đến một ngày định kỳ thì con sẽ rep tin nhắn của tất cả mọi người xong rồi. Thế là ví dụ con nhắn cho người này xong là thôi. Nhưng mà chồng con là cứ nhắn liên tục. Dần dần là bắt đầu đi gặp nhau nói chuyện. Thì lần đầu tiên mà con gặp nhau thì chồng con hơi tím. Tím? Chồng con rất tím. Cái tím là mặc đồ tím hay là tính tình rất là... Tím. Là nhẹ đúng không? Tím. Đúng rồi. Là Long Nhật đúng không? Tại anh Long Nhật anh hay mặc đồ tím lắm. Đó. Đi gặp nhưng ông này có ý rồi. Nhưng mà còn con thì thêm bạn thêm vui. Con không có ý gì cả. Có nghĩa là con cũng không có cảm thấy xúc cảm gì với dạ, người đàn ông này dạ. Vì thấy anh tím. Tím mà con càng sung sức chứ. Tím mà con càng sung, con thích nói chuyện với người tím lắm. Tại sao con lại vào nhắn tin cho bạn thỏ này mà nhắn một cái kiểu mà rất là lì, không có một cái sự phản hồi mà vẫn lì mà kiên trì nhắn cho bạn ấy vậy? Trước thì con có biết vợ con ở trên Facebook, kiểu là thấy diễn hay quá, thấy hay đăng story thì mình cũng theo dõi thôi. Con trả lời cái story của vợ con thôi, kiểu nó cũng thành một thói quen của mình. Còn cái buổi gặp đầu tiên thì thực ra là một phần là cái tính của con nó khá là nhẹ nhàng. Thế là vợ con mới cảm giác là ông này đàn ông gì mà nhẹ nhàng vậy. Nhưng mà cái buổi đầu tiên con gặp vợ con cũng rất bất ngờ. Bình thường vợ con ở trên mạng xã hội ấy, trông rất là hơi gọi là mãnh liệt một chút kiểu vậy. Nhưng mà khi mà gặp con ấy, thì là cả về ăn mặc này, cách nói chuyện này khác lắm. Khác như nào? Khác là khác làm sao? Khác là tức là hôm đấy là thực ra là bởi vì mình cũng là người kiểu trên mạng xã hội ấy, thì mình cũng phải giữ hình ảnh là con giữ kẻ đó. Đúng rồi. Con khoác cái áo con vest rồi này. Hả? Đúng là thì mỉ đó đúng không? Xin hạ em chào anh. Xin hạ em chào anh. Thế con cứ kiểu bị gồng quá. Thế là con cứ lần đầu tiên gặp anh. Lúc đó là tụi con gặp nhau là ở đâu vậy? Ôi, con rất là tinh tế. Thế là con chọn một cái quán mà rất là tím, những bạn tím hay ngồi. Thế con thích, con nghĩ là bạn ấy thích. Hôm đấy còn có một bạn cũng là bạn của con, cũng tím này ra chơi anh, cũng rất là vui vẻ các thứ. Con nghĩ là bạn ấy thích, ôi mình cũng nên mối hai người này với nhau. Ủa nhưng mà lần đầu tiên gặp mà sao con lại biết chồng con lại là thích màu tím? Chồng con điệu lắm chú, thế là nói. Chồng con thế này. Có nghĩa là lúc mà tụi con nói chuyện với nhau qua Facebook là con đã cảm nhận ảnh tím rồi đúng không? Con mới chọn cái quán đó. Đúng rồi. Hay là hôm đó gặp thì con mới phát hiện là ảnh tím? Hôm gặp thì tức là niềm tin mãnh liệt hơn cô. Hôm gặp là tím rịm đúng tím không? Rịm, tím rịm, tím xinh. Ban đầu là chỉ suy nghĩ là gặp nhau chỉ qua là nói chuyện trò với nhau với danh nghĩa là chị em thôi đúng không? Đúng rồi. Đến khi nào thì con mới thay đổi cái suy nghĩ? Đến khi nào? Đến khi chắc là lấy nhau về thì tận bây giờ vẫn chưa thể thay đổi. Sao mà các bạn lại tới với nhau mà nhất là con á? Mình bị người ta nghi ngờ về cái việc mà mình tím rịm như vậy. Con thực ra là con có một cái
tính cách. Đấy là con rất thích chinh phục. Càng không thích thì con lại càng muốn chinh phục. Con chinh càng bảo con tím thì con càng muốn lấn tới. Con chinh phục bao lâu thì con cưa được nàng? Chắc là cũng tầm 2-3 tháng gì đấy. Bao nhiêu ngày đêm là phải đưa đi ăn đêm rất nhiều là mới cuối cùng là mới chinh phục được. Vốn liếng bỏ ra hơi bị nhiều. Chú thắc mắc như vậy nè, tại vì con đã nghi ngờ về cái chất tím ở trong người của anh này rồi, làm sao mà con chấp nhận là người yêu của cái anh tím này? Vì sau con thấy là ông ấy cũng có cái phản ứng rất là mãnh liệt với giới tính thuần khiết của mình. Nên là con nghĩ là cũng có thể là hơi linh hoạt, cũng có thể là hơi linh hoạt. Ta bắt đầu mặt trái mặt phải đều được cả. Đúng rồi. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà anh ấy phản ứng mãnh liệt đó là những cái động tác gì? Những động tác thuần túy. Ví dụ nắm tay, hôn môi hay là rủ đi đâu đó riêng tư? Chồng con thì rủ đi đâu đó riêng tư, chồng con thích về nhà ngồi nói chuyện tâm sự cơ mà. Chồng con tâm sự sợ lắm, chồng tâm sự toàn đến 3-4 giờ đêm chồng con mới thôi ý. Mà cứ tâm sự thôi, thế là phản ứng mãnh liệt dữ chưa? Không, ý cô là bây giờ để ví dụ như trong đầu con nha, mặc định cái người đó là tím rồi, mình coi giống như chị em mình rồi, thế tự nhiên một ngày đó, thì chị em mình nắm tay mình xong lại nhìn xoáy vào mắt mình, xong ví dụ như là cướp răng của mình ví dụ vậy thì con hết hồn không? Con không ạ, không phải kiểu con nghĩ là chắc là cũng linh hoạt đấy, cũng được, không sao. Thôi chị Bọt, nó nói em bị cái này nè, chị phân tách giùm em coi. Ví dụ như bình thường một người phụ nữ mà thấy đối tượng mình linh hoạt quá, vừa tím mà vừa thanh mạnh mẽ đi chẳng hạn. Nếu mà đã linh hoạt nghi ngờ vậy có chấp nhận tới không ta? Không, ta thử có một chấp phát nhận thử không ta? Không, ta thử một phát xem sao. Ta cứ thử đúng không? Đúng rồi. Và con cũng vậy đúng không? Con là đúng trong vậy đầu ạ. Con chỉ suy nghĩ là con thử anh chàng tím này thôi đúng không? Đúng rồi ạ. Chồng con hơi tự tin về nhan sắc của mình quá. Thật sự là ngủ con không phải chồng con. Con thử mấy lần thì con mới chốt điêu luôn. Nhưng lần á. Lần phát nó mãnh liệt quá cho nên thôi là cái lần luôn. Đó như thế nào? Thế là lần đấy kiểu là hai đứa kiểu tâm sự đến sáng các thứ này kia, xong rồi chồng con bắt chịu trách nhiệm. Hả? Gì? Chồng con bắt chịu trách nhiệm. Con chịu trách nhiệm. Vâng. Là sao ta? Thế con bảo là em phận con gái thì anh phải tỏ tình em thôi. Bây giờ mối quan hệ của chúng ta là gì ta? Chồng con mới bảo là thì em là người yêu của anh chứ, chẳng lẽ là qua 12 giờ đêm rồi là khác liền rồi. Tâm sự thôi mà. Chưa làm gì mà. Ủa là nãy giờ là chỉ mới nói là tâm sự, là nói chuyện miệng với miệng thôi đúng không? Đúng rồi ạ. Chưa có gì gọi là cô đúng đang không? Muốn hỏi cái vụ mất phấn cơ. Mất phấn á? Chắc ngày hôm sau á. Lâu quá chị à. Ngày hôm sau là đủ sáng, tức là bình thường là màn đêm buông xuống. Đàn sói đi ngủ nhưng không, đàn sói thức dậy. Thế xong rồi. Cùng dân ấy ạ, tâm sự cùng dân mà. Tâm sự xong thì đàn sói bắt đầu thịt. Và lúc đấy mình con nghĩ là cũng vẫn linh hoạt đấy. Vẫn linh hoạt vẫn có thể mà. Nghi ngờ luôn. Đúng rồi ạ. Đến tận bây giờ con vẫn nghi ngờ nha. Ôi giời, anh bắt cô ấy phải chịu trách nhiệm với anh như thế nào? Con tỏ tình nó hơi kỳ một chút. Thay vì việc là nói anh yêu em hay em làm người yêu anh nhé, thì con sẽ nói vợ con là thế em chịu trách nhiệm. Em phải chịu trách nhiệm với đời anh. Nói chuyện qua 12 giờ là coi như là đã phải chịu trách nhiệm. Đúng rồi. Đúng. Rồi sau đó thì là hai đứa có phải báo cáo lại không hay là về nhà ở chung luôn? Nhà con rất là khó, bố mẹ con đều khó hết. Ông này lại cũng thích tính chinh phục cơ. Cũng chinh phục cả mẹ con luôn. Lúc đầu kiểu mẹ con trước rồi để lên xem nào, xem anh chàng ấy như nào, bởi vì trước đấy con cũng yêu khá nhiều người không ổn lắm nha. Mẹ con mới bảo lên xem như nào. Thế cuối cùng là khi mà lên ấy, con ngồi giữa, mẹ con ngồi đây. Anh ấy ngồi đây. Con ngồi im luôn. Hai ông bà cứ nói chuyện qua lại. Cô nói 3 tiếng về gọi cô đi điêu tiếp. Lại tiếp tục cô đến 3 giờ sáng. Mẹ con bảo là mẹ rất là bận, mẹ mai mẹ phải đi có việc các thứ, cô đến 3 giờ sáng. Mẹ nói tới 3 giờ sáng mà lúc là mẹ bận đó. Mẹ không bận chắc nói 3 giờ chiều ngày hôm sau. Mẹ con thích tâm sự nói chuyện lắm mà ông này nói một phát là vào cầu luôn. Mẹ nói với con về bạn này như thế nào? Mẹ con thì là một người khá là khó tính, nhưng mẹ con bảo cũng được. Cũng được là con thấy là xuôi xuôi rồi. Cụ nói chuyện với cháu đến 3 giờ sáng mà cụ bảo nó tạm thôi. Bạn này có đến xin là cho cháu về ở chung với con không? Dạ có ạ. Mẹ con mới bảo là thế con nuôi được không mà dắt nó về ở chung. Mà chưa cưới là kiểu gì cũng cưới mà mẹ, kiểu gì cũng cưới. Mẹ bảo thế thôi, em nó sức khỏe hơi yếu. Nó thì thi thoảng là cũng phải uống thuốc, không có thứ là thế là mẹ con cho. Ở một tháng là một con cũng thế hay là cưới nhỉ, trông ở cũng vui đấy. Thế cuối cùng là quyết định là về nói chuyện kiểu vui vẻ thôi. Mẹ hay là năm nay cưới nhỉ, năm nay cũng đẹp đấy. Cưới luôn đi. Tức là con chuẩn bị cưới trong vòng đúng một tháng. Là cưới luôn mà con không hề bầu. Lúc mà con nói chuyện với mẹ, con có sợ không? Hay là con đã suy nghĩ cách chinh phục mẹ như nào? Ban đầu thì có một chút sợ. Nhưng mà có một cái là con với mẹ vợ đều là những người làm kinh doanh. Khi mà nói chuyện vào công việc kết hợp
Đấy lý do vì sao mà hai mẹ con nói chuyện 3 giờ sáng. Vợ con thì là hay ốm một chút, trước cứ chạy đi chạy lại, cứ rời con ra là hết ngã chỗ này đến ngã chỗ nọ, rồi đập chân vào chỗ này, đập chân vào chỗ nọ. Đấy. Thì thôi mang về nhà chăm đi cho tiện. Giống như bà Hồng Đào đó, bà cứ tự động bắn ngã phải đó. Ai làm không ai xô mà vẫn ngã. Họ sống chung được 1 tháng, là qua tháng sau là đám cưới. Vâng ạ. Đúng không? Cái thời gian 2 tháng như vậy thì các bạn có cãi vã, có xung đột gì không? Con với chồng con thì cãi vã không nổi quá 3 tiếng ấy, nhìn mặt nhau là anh ra cười luôn, là không thể là mà cãi được lâu. Vợ chồng con mới biết là sống với nhau 1 tháng mà bảo là vui. Vui là vui ở chỗ nào? Bọn con có một cái rất là hay, đấy là không cãi nhau quá 3 tiếng. Và thứ hai là tính con là con thích chăm sóc vợ cho con thấy thích. Thế nó có hài hước không? Ví dụ những cái lúc mà hai vợ chồng mà chuẩn bị lâm trận ấy, rồi nó có hề không? Cô tưởng tượng con này trước khi ấy là nó phải múa mai quay cuồng là anh ơi thế này kiểu nhí nhố, nó phải đủ trò đủ kiểu, phải bung miếng. Bung miếng trước khi là bung miếng đó. Nói chung là vợ con là hay làm trò á. Thực ra là vợ con có một cái mà đánh đúng ở điểm yếu của con rất thích được nịnh. Nhưng mà không phải là ai nịnh con cũng thích. Đấy, thế thì vợ con lại làm rất tốt điều đấy. Đâu ví dụ vợ con nịnh con cái gì nè? Ví dụ nhá. Tôi không cho mua đồ đâu. Anh thử anh không mua đồ, anh không chọn được như thế. Rồi mua thôi. Anh không mua đồ này lắm. Nếu mà để cho gia đình nó vui thì con nghĩ là lúc nào có phải sắm một cái vai khác nhau. Là chồng con không nhận được đâu ra là vợ của ông ấy. Một phần lễ là 7 bà khác đúng nhau rồi, đấy. Đúng rồi ạ. Tức là ví dụ con giận thì con sẽ khoác vai là một luật sư. Em mời anh ạ. Anh nói xong chưa ạ? Đến lượt em nhá. Em bắt đầu nói đấy ạ. Ok anh hiểu chưa ạ? Đấy con sẽ như thế. Còn nếu như mà bình yêu, thường thì con vẫn yêu, yêu thắm thiết thì lúc yêu thắm thiết. Thắm thiết thì lúc nào cũng chồng với chồng. Chồng quá hà. Cất ngược lại thì sao? Với bạn này thì có bao giờ mà gây lộn với em mà bạn ấy tức giận lên? Hay là cái cách của bạn ấy là cứ đều? Đây cũng là một cái con sang chấn tâm lý. Sao vậy? Tức là mình thích những thứ thiên về nghệ thuật nên mình thích nó cao độ trường độ không ông này chứ. Tại sao hôm nay em lại mua nước hoa? Bởi vì khi mà mua nước hoa ấy thì mua nước hoa nó rất là tốn kém mà. Nước hoa này thì cũng khá là đắt, anh biết là giá trị như thế. Và tức là ông ấy không nói một cái cao độ trường độ hay là bất cứ một cái tâm giọng nào khác ngoài là... bằng anh nói anh phải có cao độ trường độ giúp em cái. Rồi bây giờ nói chung là anh hiểu, anh vợ mua thì anh vẫn chiều thôi, nhưng mà vợ mua vợ phải suy nghĩ về những cái mà ui dồi, con như kiểu thuyết giả. Cái lần mà chồng con giận nhất thì chồng con sẽ làm điên máu lên đó, thể hiện như thế nào? Chồng con sẽ im lặng, nhưng mà nhờ vậy gia đình con mới không cãi nhau đó. Đúng rồi ạ. Đúng không? Nhưng con thích phải nói. Và nó phải có cao độ trường độ giúp con. Đỉnh cao của sự tức giận đó là im lặng, im re luôn. Từ lúc lấy nhau chưa hoặc là yêu nhau tới bây giờ chưa có một lần nào mà con bùng nổ à? Thực ra là con nhìn mặt vợ con thì con không quát được. Bây giờ tôi hỏi nàng cái điều gì ở vợ con mà con không thích? Tính bừa bộn. Con thích gọn gàng, sạch sẽ. Sang còn cái gì nữa không? Cứ khi nào mà cảm giác vui thì cũng mua sắm, buồn cũng mua sắm. À là mua sắm. Mua sắm. Con thích vợ con làm đẹp không? Ví dụ như đi cắt mắt, đi bơm mo, đi sưng mũi đó, đi tiêm thẩm mỹ đó. Ví dụ đi thẩm mỹ. Thực ra là có một cái là con của trước kia thì sẽ hơi kiểu dạng là hơi bị cũ người một chút, chưa thoải mái quá nhiều với những cái hiện đại như là kiểu thẩm mỹ này, hay như kể cả live stream hoặc là quay video. Vợ con rất là hay đưa con vào video để quay, hay chôn con lắm. Sau này khi mà quen vợ thì dần dần mình hiểu là thứ nhất là phụ nữ họ cũng muốn làm đẹp, thứ hai là họ cũng muốn là trong những cái công việc của họ có mình hỗ trợ họ, giúp đỡ họ. Dần dần thì con cũng chấp nhận cái điều đấy. Nhưng mà lần đầu tiên tiếp cận với đó thì chồng con có giận không? Giận lắm cô ạ. Đâu giận kiểu gì? Giận lắm, giận mà giận thì thương ấy. Sao cũng không la đúng không? Có giận kiểu gì đó? Lặng xong kìa. Thở dài không? Ui con sang chấn rồi về cái đấy luôn ấy. Con mới căng chỉ xong, thế con cưới xong phát là con đi căng chỉ luôn. Con bảo ok, mình đã đến cái ngưỡng mình phải làm đẹp rồi, thế sao con đi làm? Thế làm ra chồng con nhìn con chứ, anh không đồng ý đâu. Xong chồng con lắc là ôi lúc đấy về là con cũng rất là giận chồng con mà con khóc rất nhiều. Con bảo là tại sao em mình làm đẹp phụ nữ nhưng mà đi ra phát là thấy người chồng ví dụ bảo ôi chồng đau thế chồng thế ví dụ thế. Không chồng con hỏi bắt đầu bé nó cái nội tâm không, nó giận nội tâm không vậy? Con không đi vào đây các thứ kia, chồng con vẫn thương con, vẫn lấy thuốc các thứ, nhưng mà mặt chồng con lạnh như tiền, cảm giác là kiểu là không thích ý. Con miễn cưỡng con sợ. Thế đợt đấy là giận, thế là con cáu chồng con, bảo anh mới là người nên cáu. Em làm cái gì cũng nên báo với anh chứ không phải là báo cáo. Không đấy con chỉ thông báo thôi. Không nên đi làm đấy. Cái guồng của độc thân ấy. Chồng con trước
Em ơi, cái mặt này nó cứ mãi mãi như thế này hả em? Em chồng con không hiểu là nó bị xuống. Đó không phải là cái tính mà cho tới bây giờ chồng con vẫn còn mà con không thích đúng không? Đúng rồi. Đó là một cái tật rồi nè. Vâng. Mà còn cái tật gì nữa không? Từ hai à, chồng con rất kiểu sợ người ngoài nhìn vào mình ấy, tức là bị sĩ diện ấy, bị sợ ấy. Mình làm cái gì mình cũng phải nên né ánh mắt của thiên hạ ấy. Ví dụ chồng con không biết bơi, cũng đang bơi thì cơ mặt ở đây ra đây em ấy em đi ra kia đi ấy. Bảo vệ nhìn anh nhớ. Bảo vệ nhìn đi làm sao? Thì không biết bơi thì tập bơi thôi mà. Con là người không biết ngại. Chồng đi ra đây em tập bơi cho. Đi ra. Cái là chồng con quá hiền. Quá hiền lắm, lúc đi ra ngoài đường ấy, con là người rất là nóng tính. Con tránh được hoàn toàn chồng con luôn. Nóng tính lắm, có vấn đề gì con giải quyết luôn. Chồng con thôi, kệ đi em. Nó bỏ quá. Dĩu hòa di quý đúng không? Con có đụng cận nào ở ngoài đường không? Chưa đúng không? Mà chồng con rất sợ con ra ngoài đường nhá. Tức ở Sài Gòn ấy, con đi ra ngoài đường ví dụ như có ông tạt nha. Con nói luôn, chồng con chứ, nước xa không cứu được lửa gần nữa nhá. Rồi con mong muốn chồng thay đổi điều gì nhất? Chồng con mạnh mẽ hơn, bớt phân tích lại. Chồng có thích phân tích đó lắm. Là những điều mà con mong muốn đúng không? Con mong muốn thỏ yêu của mình là thay đổi điều gì? Riêng cái tính nóng tính của vợ con thì con cũng rất mong vợ con sẽ kiềm hãm nó lại một chút. Tức là hai đứa trộn lại sắp chia ra 50-50. Đó, một đứa quá hiền, một đứa quá nóng tính em ạ. Đúng rồi. Chú là mong là hai vợ chồng đừng có thay đổi gì hết. Đúng cái rồi. Này nè, cứ này để yêu. Cho cái không khí của cái gia đình nó luôn luôn vui tươi. Một ngày nào đấy mà vợ con mà dịu dàng mà chắc là con sẽ sợ. Hai đứa em bé chưa kể à? Dạ, con hiện tại thì bọn con vẫn đang thả thôi ạ. Chứ hiện tại vẫn chưa có em bé bởi vì bọn con mới cưới được 1-2 tháng. Trời ơi, thôi còn son quá luôn rồi. Đi con ạ. Chú sẽ chúc cho hai vợ chồng nghe qua năm sau cho nó chơi đi. Tinh tú sẽ sự xuất hiện trong gia đình ha. Nó sẽ thừa hưởng được sự mạnh mẽ từ cha và thừa hưởng được cái nét dí dỏm từ mẹ ha. Đây sẽ là một tác phẩm tuyệt vời đến với hai vợ chồng nha. Dạ vâng ạ. Rồi chào hai vợ chồng nha. Em tên là Đức Thuận, năm nay là 34 tuổi. Dạ em hiện nay đang làm nhân viên kinh doanh. Đức Thuận xin chào Đức Thuận. Còn em? Dạ, em tên là Thanh Huyền, năm nay em 30 tuổi, em làm nội trợ. Thế thì hai bạn cơ duyên nào mà đưa đẩy hai bạn gặp nhau? Em gặp anh đầu tiên là từ năm lớp 10. Anh này là anh trai của bạn em. Lúc có một lần em tới nhà bạn em chơi thì gặp anh này đi đâu về mà râu ria xồm sàn rồi người nó dơ cháy bệnh thiểu lôi thôi lắm hết mà nhìn nó già chát nè. Lúc đấy em quan tâm thằng chú nhỏ bạn nó kêu anh trai của tao đó, nó mới có 20 tuổi à. Em nghĩ bụng 20 nhìn giống như là 40-50 tuổi nhỉ. Ủa, thảm người đó hả? Tại do lúc đó em quen thì em đang làm bên điện lực. Là lúc mà mình đi làm về mình mặc nguyên bộ đồ công nhân. Ra là với lại nhiều khi là mình đi làm về trễ đó mình lại làm biến tóc tai này nó bù xù. Ở lúc đó có cảm thấy quê không? Là lúc đó em cũng không có để ý nhiều, mình chỉ lướt qua thôi, mình nghĩ là giao lưu mà. Gặp như lúc đó chỉ ấn tượng thì do cô bé này là xinh xinh. Thành ra em mới tiếp cận thì cũng đi ăn chè, rồi đi chơi với nhau thì sau đó em mới nhận làm em nuôi. Đó và bà xã thì cũng đã có bạn trai. Dạ. Có bạn trai rồi. Có bạn trai rồi. Dạ. Ủa lúc đó em bao nhiêu tuổi tạo quên? Lúc đó em mới có 16 tuổi. Thì em thấy lúc đó chồng em lúc đó là cũng trải nghiệm đi làm sớm rồi nên cũng biết. Em cảm thấy anh này là tin tưởng được. Thành ra trong thời gian mà em với bạn trai cũ quen nhau, tất cả mọi cái gì xảy ra đều tâm sự anh này hết. Thậm chí là quen nhau mà bạn trai cũ đã ôm hôn thì cũng kể anh này nghe luôn. Đâu cũng kể luôn. Kể rất thân thật luôn. Rồi đến khi nào em mới chính thức để ý cô em nuôi này? Vậy lúc đó em nói giống như là cô 18 rồi, em ra là cái độ tuổi hoàn thiện của người phụ nữ. Tự nhiên mình như là khai phá được cái vẻ đẹp tiềm ẩn vậy đó. Thì mình cũng quen ở ngoài một vài cô mà chưa ưng ý. Thì mình mới nói thôi thì lỡ rồi lụm cơ hội này luôn. Mới quyết định là thôi là mình tấn công luôn. Thì em nói thôi bây giờ cho mình một tháng để mà quyết định là có quen hay không. Và nếu mà không quen thì dầu gì trở lại về anh em nuôi. Rồi sao? Thì trong một tháng ảnh cho em suy nghĩ. Thì thật sự lúc đó em có tình cảm với anh này rồi. Lúc đó em cũng chia tay bạn trai cũ rồi. Nhưng mà con gái mà muốn làm giá chút xíu. Nói là nếu mà anh làm bạn trai của em thì anh có đáp ứng được nhu cầu mà em đưa ra không? Có đáp ứng được tất cả từ tinh thần đến vật chất hay không? Thì anh nói là thì cứ anh thử đi thì em sẽ thấy. Trong lúc mà làm anh em kết nghĩa anh đã cho em cái gì em đã thấy rồi. Chứ là bạn trai còn hơn thế nữa cơ. Anh dụ em vậy. Cho gì? Cho gì? Tư của người ta hỏi một cách kỳ cục. Cho gì? Nhu cầu gì? Dạ thì bình thường là một mấy lần đi chơi với nhau á là anh chở em đi ăn uống trước, sau đó đi siêu thị, đi shopping, rồi thậm chí hỏi em còn tiền xài không, cái cho em tiền xài nữa.
vào kế hoạch rồi mà không biết đó em ơi. Vậy thì là sau khi chia tay là em cho anh cơ hội. Dạ. Rồi lần sau rồi lúc nào thì ra mắt hai bên gia đình. Cái đó thì chính thức là em ra mắt hai bên nhà. Mà để tiến tới hôn nhân thì lúc đó em cũng còn lưng khưng. Sao vậy? Em cũng nhìn lúc đó bà xã còn trẻ là khoảng 20. Thì em muốn chờ thì sau đó là bà xã bắt đầu gài bẫy. Ủa gài bẫy? Gài bẫy luôn. Anh không, như tụi em kết hôn là anh không có cầu hôn em. Mà ngược lại là em ép buộc ảnh bằng cách là em dụ ảnh. Em nói anh ơi, mình quen nhau, tìm hiểu nhau cũng đủ rồi. Bây giờ anh có chịu vào cưới em không? Để biết được em tính. Nếu anh không cưới em á thì em sẽ lấy Việt Kiều. Tại vì em có cô với có chú bên nước ngoài á cũng đang nhắm mấy mối cho em rồi. Mà em đang tranh cơ hội đó, em ưu tiên tranh trước, tranh cơ hội trước. Có em thực ra là em cũng nghĩ bây giờ không cưới như là đầu tư quá rồi. Đầu tư trở thành đầu tư rủi ro nữa. Trời ơi. Trời ơi. Đầu tư mà không quan lại đó. Đầu tư quá rồi giờ sao? Đó từ lúc là đó, anh nuôi rồi xong rồi nuôi em rồi. Đứng riêng rồi đó đúng không? Anh nuôi rồi nuôi em. Quá rồi. Để giờ để xảy. Nhưng mà lý do gì mà em đòi bắt cưới sớm như vậy, lúc đó còn trẻ mà? Dạ, tại vì lúc đó em có mấy cặp vợ chồng bạn á cưới trước em. Thì nó về nó bảo Huyền ơi, lấy chồng sướng lắm. sướng cả ngày đến tối luôn. Trời ơi. Lấy chưa? Để dẫn đầu hỏi bạn coi sướng gì. Thì nó tư vấn cho em đó chứ. Ban ngày á thì được phục vụ cho chỗ khác. Còn bánh tối, ví dụ mà cứ đi làm về mệt mỏi thì cứ nắm cứ nằm ra, rồi các chân các giò lên, rồi có người massage cho, rồi có người xoa lưng cho ngủ, rồi thậm chí là muốn cái nó đi sâu hơn nữa cũng được. Bạn đã bảo là nói là sướng từ sáng tới tối mà. Đó. Nhưng mà có đúng vậy không em? Lấy chồng xong có đúng vậy không? Dạ, thì em lấy chồng, sau khi lấy chồng lấy ảnh này về thì em thấy là bạn em mà nói là rất đúng. Rất đúng, rất đúng. Đúng, bạn nói rất đúng. Có nghĩa là mới đầu là vì tò mò. Mấy nhỏ bạn nó nói gì cũng tò mò. Cho nên nặng nặng đòi cưới có 21 à. À, hiểu rồi. Thì ra sau này sướng vì suối. Còn chồng thì sao? Chồng có gọi là cộng hưởng, có chung cảm xúc. Dạ, thì đó em nói đó là do mình sợ cảm giác và bị mất rủi ro về đầu tư. Thôi là quyết định đó, bố mẹ qua làm luôn là tụi em cưới. Dạ, có rồi. Thì thực ra lúc cưới đầu tiên là do bà xã cũng còn ham vui. Bà xã cũng chưa muốn có em bé liền. Cái một năm đầu như tụi em cũng kiên đủ cách. Nhưng mà sau đó thì em làm bên điện lực. Cái bạn bè nó chọc mày làm điện, mày thấy đầu mày quăng không, điện nó giật quăng á. Giờ mà con mày ấy nữa là con nồng nọc, nó giật là đứt đuôi luôn á. Em cũng sợ. Em mới nói về bà xã, bây giờ là nó giật là đứt đuôi thiệt đúng không? Mình nói năm thôi, giờ anh em thả đi. Thả ra tình hình nó làm sao. Thì lúc em thả cũng mấy tháng rồi cũng không có. Em nói chết cha này, chắc căng quá. Đứt đuôi rồi. Đụng chứ chưa có đứt. Nó chưa giật mà. Nó hiểm thôi. Nghe người ta nói là nhiều khi cái tâm lý nó căng thẳng thì cũng khó. Em mới nói thôi, em mới nói thôi hôm nay là cái nhân dịp sinh nhật của em. Em nói thôi là mình đi Vũng Tàu đi, nhưng mà hôm nay phải xa láng nha. Xa láng sáng về sớm chứ lâu quá, hai vợ chồng chưa có thoải mái. Như là không kiên gì luôn á, là ấy hết. Thì sau đó về thì tới khoảng tháng sau thì tụi em có tin. Có tin chưa? Dạ. Nhưng mà bây giờ thì đứa bé là bé trai bé gái em? Dạ, con của vợ chồng em là bé gái. Bé mẹ hay bé ba? Dạ, ban ngày á bố đi làm thì ở nhà nghe mẹ. Nhưng mà chẳng hiểu sao đến 6 giờ bố về làm thì thôi, mẹ muốn đi đâu mẹ đi, mẹ muốn làm gì mẹ làm. Chỉ theo bố thôi. Dạ, bên đây con nồng nọc nó hơn bà nè. Ủa vậy chứ anh có cái gì xấu không? Xấu thì rất là nhiều xấu chị. Ở giờ cực kỳ ở giờ mà không thể chấp nhận nổi. Cứ đi làm về một cái quăng cặp tát ở nhà. Mặc đồ điện, hỏi ăn cái đồ điện nó dày mấy kilo mà trời mưa, trời nắng nó hôi hám vậy đó. Lăn đùng lên võng. Cái em ấy nói người anh dơ đi tắm đi. Rồi anh ơi thôi để mai tắm. Mà người anh đâu có hôi lắm đâu. Bảo anh không thấy hôi nhưng em và con thấy rất là hôi. Bắt đầu cái lấy mềm trùm trên dưới luôn. Trùm trên dưới ngủ cứ là không tắm là không tắm. Kiên quyết không những nha. Cũng đặt trường kiên định. Đấy, tại anh làm bên ngành điện cho nên anh tiết kiệm nước. Rồi chưa hết nữa. Rồi anh có thấy quen là hay xin đất. Đó thì đó cũng là tật xấu của bà xã. Kỹ quá luôn. Anh nói cực sạch. Dạ, anh nói ví dụ như là anh thấy là cái ở nhà dụ cái ly đi, ly của chồng là ghi riêng, ly của vợ là ghi riêng, cái ly nặng chè là riêng, ly uống nước là riêng,
trà cái, là... Dạ, ứng trà là riêng em mấy cái nhà có hai đứa mà nguyên cái tủ là tủ ly tủ chén là nhìn ai cũng tưởng là cả dòng họ. Đúng rồi, cái chuyện đó ra thì vợ em còn cái chuyện gì về cái chuyện mà kỹ tính không? À, về kỹ tính thì cứ như đó, nhưng mà còn cái tật xấu nữa thì em cũng nói, cái em nói ví dụ là mình có đọc sách thì mình biết, trước khi cưới mình ở chung cái tinh thần là nghe nói phụ nữ là nói một ngày tới hơn 10.000 từ, thì đàn ông mình nói có 2.500. Thì em nói này nghĩ đầu chứ thôi, giờ cưới vợ dám về dám địa, có gì có đừng nói nhiều. Cuối cùng rước về nguyên mấy cassette. À, hàng gì vợ em khang tiếng. Em mong muốn là nói ít nói ấy, bớt chút. À, mong muốn nghĩa là bớt phát cái lo đúng không? Đó, cái là bớt phát là cái đó là mong nhất á. Lần này thì trung bình vợ em nói mấy tiếng? Nói chung từ lúc em đó, em lấy từ lúc mà hai vợ chồng đi làm về, em đi làm về em gặp vợ là từ 6 giờ đó. 6 giờ là nói cho tới tối. Trời ơi, nói cho tới tối là bao giờ hai chồng đi ngủ? 10 giờ. 6, 7, 8, 9, 10, 5 tiếng nói liên tục. Trời, nói ra lả gì nói hơn chị luôn, chị là 4 tiếng rưỡi. À, bây giờ sao ta, bây giờ nếu mà để cân bằng cái tình trạng của hai bạn này, giờ cân bằng cách nào ta? Ông lấy bây giờ suối bạn này ở dơ một chút hay là suối bạn này sạch lên, mà khó lắm. Tại vì chị trong hoàn cảnh này chị biết bạn này sạch cỡ nào không bao giờ mà vừa lòng với bạn này đâu. Đó. Thôi đừng căng à. Bây giờ vậy đi tắm đi, tắm thì bắt buộc, nhưng mà đi đất á, tại vì nè chị cảm giác á, không biết có đúng hay không, làm nghề điện á lúc nào chân cũng phải có giày, không bao giờ được bỏ ra sợ bị giật. Đúng không? Cho nên khi mà về nhà đó là muốn tháo giật cái đôi giày với cái bộ đồ đó cho rồi đi, xong rồi để tiếp đất cho nó sung sướng, đúng không? Đúng không? Đó, mà vậy nhiều khi nó tốt cho sức khỏe của chồng em nữa. Ông bà mình nói con nít mà nuôi nít á, phải cho nó tiếp hơi đất nó mới khỏe được đó. Cho nên thôi, để giữ sức khỏe cho chồng đi, chấp nhận cho chồng đi đất đi em. Còn sung sướng cái buổi đêm nữa. Đó, đúng không? Đó. Đi chân đất sống lâu rồi. Cảm ơn hai bạn. Dạ, em xin chào MC Quốc Thượng, xin chào chị Hồng Vân. Dạ, em chào khán giả. Em tên là Thành. Em làm công việc của em là vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Dạ. Ở đâu? Em vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. À, từ Trung Quốc về Việt Nam. Thành là Thành anh ấy. Dạ, em sống ở Sài Gòn. Em nay 93, 30 rồi. À, 30. Dạ. Thành vận chuyển đồ, vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Rồi. Dạ. Dạ. Mời vợ Thành. Dạ, chào cô chú, chào khán giả. Em tên là Thư, năm nay cũng 93. Dạ, 93 tuổi. Năm nay 93 tuổi. Dạ. Năm nay cũng 93 tuổi. Năm 93. Dạ. À, làm công việc gì? Dạ, em bán quần áo. Quần áo. Dạ. Cha, vậy là bên này nhập quần áo từ bên đúng kia. Đúng rồi, dạ, cho bên này bán. Bán lại. Dạ, thì lúc đầu liên quan như vậy đó, lúc đầu là thường như vậy đó. Nhưng mà bây giờ sao? Vậy. Dạ. Bây giờ sao? Ai cũng nói vậy. Thì bây giờ là như vậy luôn. Câu chuyện nó quen nhau thì nó lại mắc cười lắm. Là ngày 28 Tết thì em đi quýnh bài. Em quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. Trong đó có vợ em. Chủ nhà là mời quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. Cái mời vợ em đi ăn, tụi mình ăn bài mà cái mời hết mọi người đi ăn, không có đi hết. Thì có vợ em và đứa em gái nữa đi ăn. Đi ăn sao ăn ra ngoài nói chuyện. Không thế, ai chịu đi ăn. Không ai đi hết, chỉ có hai người đi có thôi. Có hai chị em bé này đi. Mẹ em ăn hết cái sòng bài luôn. Nó cay cú quá. Quá mà. Ăn không còn một đồng bạc mà. Nên là tôi phải ăn lại cho coi như là ngập mặt. Đó. Ủa, nhưng mà sao lại có thể còn tâm trạng để đi ăn vậy Thân? Tại vì lần đầu tiên là hồi đó giờ cũng đâu có đi đánh bài mà không biết đánh bài luôn. Cái lần đầu tiên đi vô đó, nhà chị đó rủ vô chơi đánh bài xì dách. Cái vô cái anh này chạy là sao? Cái nẹt bô nữa. Chạy xe chiếc SH mà cứ nẹt gì nè. Cái em lại em thấy trẻ trâu rồi, em biết sủ nhi rồi. Em cũng không thèm để ý nữa. Xong cứ đánh bài ăn gom hết. Cái nhỏ em cay quá, nói là giờ đi ăn cho bỏ ghét chứ ăn hết rồi. Dạ. Là đó, đi ăn chưa? Có ba người. Cái tâm trạng y chang đó, y như là tôi nói, một đứa ăn bài, một đứa ăn đồ ăn. Đó. Ăn qua. Nhưng mà sao không? Lúc mà đi ăn có ăn cho bỏ ghét không? Dạ, ăn quá thì ăn luôn, kêu vô kêu phở, kêu chén tái hột gà, kêu đủ thứ hết trơn. Như trong tiệm phở có gì là kêu hết. Và như vậy là nhìn thấy cái nước ăn của cổ mà coi như là thấy ấn tượng đúng mà không? em đói gần chết luôn mà em giữ nét. Mình đói muốn chết mà lẽ mình vô mình kêu ăn này nọ. Thôi anh đói anh ăn rồi. Anh kêu miếng kêu chén tái thôi, anh no quá. No quá về quốc cho tô mì, thêm tô mì mới chịu nổi. Không lẽ mình mới gặp mình sao gặp đó. Em ăn xấu lắm. Cái đó thôi nè anh no rồi, anh kêu chén tái ăn à. Mình giữ kẻ giữ nét mà. Nhưng mà trong lúc ăn thì có nói chuyện có. Thăm hỏi gì về nhau không? Có nói chuyện thăm hỏi em ở đâu thì cũng sống Sài Gòn. Mà gặp nhau đánh bài thì ở quê đâu tự nhiên cũng ở chung cái thành phố Mỹ Tho mà mình không biết. Cũng đồng trang lứa 93 luôn mà đâu biết đâu.
sau à. Sau mà về quê cái cuốn bài gặp cùng sống Sài Gòn, hẹn lên Sài Gòn gặp nhau à. Sau đó bắt đầu có những cơ hội gặp nhau ở Sài Gòn là mới quen. Dễ thương không? Trời, em chấm từ lúc cuốn bài rồi, từ lúc bạn nói nhỏ chấm nhỏ mới không dám ăn đó, mặc dù là đói thấy bà nội đó à. Ừ. Đầu tiên là em vô sau cái chỗ gần bạn gái em là ngồi kính rồi, em đâu ngồi được ừ. Em đứng em tia rồi, thấy rồi trong bàn này tia rồi, em thấy bạn em vừa thua cái em nhảy vô liền, nhảy vô chơi rồi xong bắt đầu em vợ em ăn cái em gom tiền giùm rồi ừ. Chung giùm này nọ luôn rồi ăn hết xong bài luôn ừ. Mà cả đời cuốn bài không bao giờ ăn, duy nhất một bữa là em ăn vậy đó à. Tại có thiệt không có, phải cả đời cắn à, không phải hai đứa này đi trái quy luật, người ta là đen bạc đỏ tình à. Đỏ tình đen bạc đúng cái không, nó đỏ tình nó trái đỏ. Luôn nó đỏ tình đỏ bạc luôn, đỏ bạc đỏ tình luôn ha ờ. À, xong lúc đó em chỉ thấy là trẻ trâu, em thấy Thủ Nhi rồi em cay nữa nên em mới đòi đi đi ăn thôi, chứ không có nghĩ cái gì dạng như kiểu. Ủa, như là bây giờ không mình. Nghĩ thì cô cũng đã là vợ người ta rồi. Cô bây giờ cô đâu có chối bỏ được cái chuyện đó. Thôi thì bây giờ nói đến cái chuyện mà sau khi mà dính rồi đi, đúng không? Yeah. Sau khi mà cua nhau rồi, cái buổi đi chơi đầu tiên đâu, kể nghe coi nó ra làm sao. Yeah, anh kể ra. Sau cái bữa ăn phở đó. Sau bữa ăn buổi phở đi chơi đó. Không, buổi cái đầu hẹn lên Sài Gòn. Là sau khi yêu nhau đó em. Không thì hỏi luôn đi, bây giờ sao vụ ăn phở tới lúc mà yêu nhau đó là khoảng cách là bao lâu? Nhẹ nó về, chắc phải tuần. Tuần sau rồi. Thì dạ. Đó tuần đó thì tôi kể đi, kể rồi. Cái bữa đầu tiên dạ. Đi chơi đó. Ngày đầu thì tụi em hẹn nhau đi ăn đi uống. Mà tôi nói lạ có biết nhau đâu mà nói chuyện nó hợp, gì mà nó hợp không thể nói luôn. Nó hoài, nó quỷ, nó tới không. Sáng luôn. Bây giờ vậy nè, thôi để cô vợ cô kể đi dạ. Cái chi tiết nè. Rồi lúc đó là sao? Dạ thì đi ăn, rủ đi ăn. Đi ăn là giống như là em thì em thích là ăn, nhưng mà thành phố thì em cũng ít đi vòng vòng á. Ảnh thì ảnh nói là hả, đi anh là biết hết chỗ này chỗ kia luôn, anh chở em đi từ từ quận nhất mà qua tới quận Tân Bình, qua hết các chỗ các địa điểm luôn, xong ăn đủ thứ chỗ chút đi tới sáng, mà bữa đó đi chắc tới 3 giờ sáng luôn. Cứ nói gì nói hoài giống như là hai đứa quen từ đời kiếp nào á. Nói chuyện gì cũng kể cho nhau nghe hết vậy á. Không hiểu sao luôn, sao cái em mới nói ủa sao mà dễ thông quá ta, sao dễ kể với lại anh này quá vậy, sao mà nói chuyện thoải mái được, thoải mái từ muốn kể gì kể á. Rồi anh cũng dễ chịu nữa, xong cái về cái cũng suy nghĩ vậy đó, là bữa đó đi chắc tới 3 giờ sáng. Ủa nhưng mà cái lúc nói chuyện nói về vấn đề gì, có nói về vấn đề kinh doanh được không? Không đâu, dạ nói chuyện lan man đủ thứ trên trời à. Mà không nghĩ nó hợp cái gì mà hợp khủng khiếp mà luôn. Mà bây giờ cũng chả nhớ nói cái gì đâu em. Quên ơi, nói rồi. Cái gì thấy cũng hay hết trơn trọi. Thì là nó khiến nó đến. Ừ đó chứ, ôi trời anh ơi con kiến nó bò kìa. Vậy cũng dễ thương quá em á. Trời ơi chứ, hiểu không? Yêu nhau chừng 5 năm. Có nghĩa là yêu nhau chừng 5 năm, lấy nhau chừng 5 năm. Con kiến nó bò kìa. Anh kệ nó đi. Kệ nó đi. Nó nổi nhiều chuyện. Quan tâm làm khỉ gì. Thì bây giờ là như vậy luôn á. Phải không? À. Đúng là người ta giống như người ta nói là cái đó là lúc mới yêu. Rồi sao? Nhưng mà nè, không, nhưng mà hỏi nè, hai đứa bộ đi chơi và đi ăn thôi chứ không có cái gì hết mà làm gì tới 3 giờ sáng. Rồi chạy vòng vòng hết Sài Gòn luôn. Chắc chạy hết chắc cái 100 nghìn tiền xăng quá. À. Chắc ngoài 100 cây số chạy hoài không ngưng, cứ nói hoài đâu có chỗ đâu tấp. Bây giờ cứ chạy hoài cứ nói hoài, bây giờ không lẽ mình đi về vui quá rồi. Cứ đi cứ chạy hoài chạy mày sửa chuyện luôn, buồn ngủ quá. Chà, chắc đi từ Bình Tân qua Bình Thạnh rồi xuống Bình chị Hòa. Đi dạ đúng rồi. Rồi sao ăn nữa? Rồi qua ngày hôm sau có đi chơi nữa không hay làm gì nữa? Đi tiếp, tôi nói là cứ được bữa xong là nó dính hoài. Lại nói nữa. Nhau luôn, nói hoài chuyện đâu nói không hết. Rồi nhưng mà cái ngày thứ hai nó khác cái ngày trước đó, cái gì không? Có động tay động chân gì không? Ngày thứ hai bắt đầu đi ăn. Cái bắt đầu tới ngày thứ ba cũng là đi ăn bên nhà ông anh. Tới ngày thứ tư sao, chuyện gì xảy ra? Ăn với thằng bạn đầu nhậu, đầu vợ không biết nhậu, em thì cũng đi gặp khách hàng nhậu thường, nhậu xong cũng say men men cứ chạy đi về, mà cũng chạy vòng vòng hoài đó. Chạy vòng không, giống như là cái nhà em là ở ngay cái nhà em mướn là ở ngay quận nhất rồi, mà anh cứ chạy vòng vòng hoài là gần nhà mà sao không về, mà cứ chạy vòng hoài. Cái em mới bực mình quá, cái em mới nói rồi, em cũng nói trong bụng rồi. Cái em nói, thôi vậy thôi anh nếu mà anh thấy về không được, thôi tắp vô khách sạn ngủ đi chứ khỏi về. Là em rủ vô khách sạn ngủ luôn. Là ngày thứ tư là đó luôn. Dạ. Quen lâu ghê luôn, dạ, quen lâu mẹ nó chủ lâu. Động nói luôn hả? Dạ. Tại vì nó đi vòng vòng hoài. Mệt mắt mệt dạ. Thiệt. Gặp em uống có mấy ly mà em chóng mặt quá, em nói nữa rồi. Mà cứ cha lại cứ chạy vòng hoài không trở về nhà luôn. Rồi em nghe cái câu đó làm sao? Nói cái cảm giác của em lúc đó còn nhớ không? Trời ơi, nó chết đi, tỉnh liền, đang xỉn là tỉnh liền. Ôi liền, gấp lắm rồi, bây giờ không kiếm nữa, thấy vừa thấy lũ vô luôn. Lũ luôn. Trời ơi trời, khách sạn nguồn nhất một chiều mấy một đêm đau lòng luôn trời. Dạ bao nhiêu cũng được. Trời trời, 10 triệu cũng ngủ. Bây giờ ok cái là thấy lấy bên ta trái thấy rồi lũ thẳng liền. Lũ vô. Không kiếm gì nữa, mất công lâu, chịu nổi. Lũ liền, không hỏi giá luôn. Qua sáng sau tính chuyện. Chịu mấy má ơi, trời ơi cái gì thấy ghê thiệt. Quận nhất.
của nhất giận đạo. Nhưng mà bữa đó lời mà. Đúng lời, lời tiền không quan trọng, tiền không quan trọng. Em nói hay vợ chồng em mà từ ngày quen cứ nó tốc độ thấy khủng khiếp lắm. Trước đó đến chung là cái duyên hay sao á. Trước đó cũng quen bạn gái cũng là 5-6 năm, cũng là vợ chồng rồi. Rồi bắt đầu cũng chia tay vài tháng vô tình dập với em, gặp xong quen, gần tháng sau cầu hôn rồi cưới luôn. Ủa vậy đó hả? Chơi tốc độ hơn chữ luôn mà. Tức là vậy? Không đợi luôn. Tức là trời ơi. Vỏn vẹn trong vòng 4 tuần đó. 4 ngày đã là của nhau. Rồi sau đó là 1 tháng sau là cầu hôn. Tháng hơn. Tháng hơn là cầu hôn. Rồi chừng nào cưới cưới luôn không? Dịch. Tính dạ, cưới rồi nhưng mà dịch. Ngay đúc dịch. Không đạt lớn cưới được. Rồi xong dạ. Là qua dịch rồi cưới. Dạ. Vậy là cũng phải mất dạ, hết ổn, năm. Ổn. Dạ. Thì tụi em cũng chơi tốc độ là nữa. Là cuối năm á. Wow. Tụi em bắt đầu là tính cưới rồi. Nhưng mà là tính cuối năm mà dịch, nghĩ tới dịch cưới được không? Cái đầu hai đứa thấy năm sau tuổi sửu hợp tuổi dậu. Giờ nghĩ thôi giờ đám cưới mà giờ đầu năm đám cưới. Mà giờ cưới xong biết có bầu liền không? Thôi giờ để luôn, năm trước để luôn. Nếu dính trước thì năm sau kịp là tuổi sửu luôn. Rồi để có bầu dính cưới luôn. Cưới luôn. Chơi tốc độ thần trưởng luôn. Tốc độ luôn. Là coi như là ở trên á, người ta chỉ rồi. Tính rồi người ta dập thẳng luôn rồi. Ủa nhưng mà trước đó là hai đứa có đi coi bói coi thầy coi cô gì không? Dạ chắc có luôn. Dắt chị coi bói. Dạ, nhưng mà có. Là người ta nó coi như là thầy bói đó có hợp tuổi không? Dạ cái cô đó chỉ nói gì nè, bây giờ là bất chấp tất cả đi, bất chấp tất cả hả, cứ để em bé đi, tại vì rất là tốt luôn. Nên bây giờ có nếu mà bị ai nói thì cũng không quan trọng đâu. Cô đó nói gì đó. Thì nãy mới nói là cái gì làm cũng hợp với tuổi dần với cái gì tuổi dậu với tuổi sửu đúng không? Là em bé là con trai hay con gái? Dạ bé trai. Nhưng mà là hai đứa là bằng tuổi nhau hả? Dạ chính là bằng tuổi nhau. Ok, nhiều quá ngon lành. Nhưng mà vậy là mấy năm rồi ta? Hai đứa gặp nhau lúc dịch năm 2019. 2019 là 4 năm rồi. Dạ. 4 dạ. Năm nhưng mà 4 năm ngưng hết năm. Ngưng hết năm dịch. Đúng đó là 3 năm. Ôi trời ơi. Dạ. Rồi cưới được mấy năm? Dạ 2 năm rồi. Cưới được 2 năm rồi em. Dạ. Rồi có nghĩa là 1 năm dịch. Rồi á 1 năm là cũng như gần cuối năm á là biết nhau quen nhau rồi cầu hôn luôn đó. Rồi giờ để em hỏi cái này cái nghĩa là coi như là cái tình yêu nó nhanh quá. Nó chóng bánh quá. Dạ. Vậy dạ. Thì bây giờ và thậm chí là trong 4 ngày thôi là bắt đầu là lũi vô khách sạn luôn rồi. Dạ. Không biết là cái lúc mà ổng cầu hôn em á, ổng cầu hôn em á, ổng làm sơ sài hay là ổng có tổ chức, ổng có tạo rần sự rần bất ngờ. Á. Dạ bất ngờ lắm anh. Với lại nhớ hoài cái câu mà lúc mới quen mà anh nói trời, giống như là lúc mà đã hai đứa đã đi khách sạn rồi đó. Là của nhau rồi, đã là của nhau rồi xong rồi các em kêu ảnh về ở với em chung luôn đi. Xong rồi đi về ổng ở với em, cái em đi học. Em đi học xong cái ở nhà ổng quét nhà ổng lau nhà. Cái nhỏ em của em xuống thấy sao anh này giỏi quá vậy. Cái nói trời ơi anh hai ơi, chị hai ơi anh Thành được lắm, anh Thành giỏi thì kêu anh Thành quét nhà lắm. Cái em mới nhắn tin nói sao anh không để cho em, chú em về em dọn dẹp cho. Cái anh mới nói là hả anh đã sạch quen rồi, thay dơ anh chịu không nổi. Trời ơi, cái câu đó xong cái em nghe nó trời ơi sao tự nhiên giớ được này cũng ok này nọ. Xong là từ lúc đó về sau mà là cỡ tháng sau là về dọn qua chung cư ở cho nó rộng á, cho nó rộng á, thì là không bao giờ ở sạch nữa. Là ổng theo em. Là chỉ ở sạch là lúc đầu, lúc tuần đầu, tuần đầu thôi là bắt đầu nhảy chung là không bao giờ ở sạch dối nữa. Đó, ý là giả dối. Dạ đúng rồi. Giả dối là tạo nét á, tạo nét quá trời nét luôn á. Cuối cùng là lòi á. Thôi để chút nữa cái phần sau kể. Ừ đó kể nha. Ủa nhưng mà lý do gì nhà không ở, đi qua ở nhà ta? Là từ cái bữa thứ tư đó là ngày nào cũng gặp. Rồi bắt đầu cũng đi khách sạn suốt luôn. Rồi bữa tối đó đi về, cái thấy vợ em ngủ mình ngủ. Rồi lũi nhà vợ em ngủ luôn. Ở đuổi không về luôn. Coi như là cuốn gói theo gái đó đúng không? Em lấy đồ dọn qua em ở luôn. Dọn dẹp nhà cửa luôn. Mà em ở dơ em là biến dọn già lắm. Tự nhiên ở nhà gái rồi tạo nét lên. Lấy mình đàn ông vô mình ở dơ nhà gái người ta kỳ quá. Cũng quét dọn. Mà tánh em là biến ở dơ lắm. Nó thẳng luôn là làm biến. Trời ơi mình tạo nét được có bữa đó tới giờ luôn á. Rồi đúng rồi, coi như là rồi, mà rồi bây giờ ta đang hỏi cái vụ mà dạ, cầu hôn à, đúng rồi cầu hôn đúng rồi dạ. Ủa lạc đề luôn á. Dạ cầu hôn thì giống như là vô tình thôi, nguyên đám bạn với lại em, hai đứa em của em là đi chơi, đi ra Phú Quốc chơi, là ở mướn cái villa đó là chơi, xong rồi cái tới bữa cuối mình cũng không có biết là ông này là muốn cầu hôn hay gì nữa. Cái bữa cuối tự nhiên cái chiều đó cái cỡ 3 giờ cái tự nhiên đòi thèm chả thái quá. Nhưng mà tự nhiên trong thành phố không ăn, cái đi ra ngoài Phú Quốc đòi ăn chè Thái. Cái chở em đi vòng để kiếm chè Thái mà mình bực mình tham vui mà mình muốn chơi mà tự nhiên đi kêu mình đi ăn chè Thái bực bội. Cái ngồi vừa ăn chè Thái mà vừa bấm điện thoại hoài cũng không nói chuyện với mình nữa. Cái mình bực mình nói
rồi mắc gì tự nhiên không ăn gì ăn chè Thái không nội. Xong cái tức quá cái em nó thôi đi về đi chơi, tại vì ở nhà mình nghỉ vui mà. Tại nguyên đám bạn đang ở nhà đợi là đi về là thấy là chuẩn bị hết rồi đó. À, là kiếm cớ đi ra ngoài để ở nhà bạn bè. Trang trí đó, đó. Ừ, dạ, quá rồi. Tự nhiên ông ăn chè Thái mà. Dạ. Nhưng mà sao về thấy gì xuất hiện nè? Dạ về thấy đồng là tả sơ sơ cái căn. Giống như là trang trí hết cái căn villa đó là và từ trên dưới là bong bóng rồi hồ bơi cũng bong bóng xong rồi mấy bạn á là sắp xếp với em sắp xếp là đèn rồi nhạc rồi tùm lum hết trơn. Ổng đã hành động như thế nào? Dạ là quỳ xuống cầu vậy đó. Nói câu gì nhớ? Nói là đồng ý làm vợ anh nha. Ờ, có trao nhẫn không? Dạ có. Trời ơi cái nhẫn đó đâu? Dạ. Nhẫn đó. Trời hai chị em đồng thanh đồng thủ. Cái nhẫn để nhà. Dạ. Tại có cái cặp kia vui lắm, cái nhẫn cầu hôn á bà vợ ba. Bà rửa tay rồi bà bỏ bỏ quên rồi bà để quên luôn rồi bà mất luôn bà giấu chồng bà giấu mỗi lần chồng hỏi dạ, cái làm bộ nó là cất ở đâu nhưng thực ra là chồng bà đã cất cái nhẫn đó từ đời nào rồi cái nãy hai chồng sáu tháng sau sao nhẫn ở đây nè cưng lắm dạ vậy cũng giống anh này em giữ tính cầu hôn á là nó trong vòng có nửa tiếng thôi đầu tiên là nói ba mẹ lên đang đi Phú Quốc rồi tính ba mẹ lên để nói chuyện bắt đầu là nó cưới hỏi nha nói thôi sẵn đây đẹp quá bắt đầu nhắn tin hết phân công bạn bè đi đó 8 người người mãn đứa bơm bóng đứa bóng. Đi về đặt bánh kem rồi đứa đi trang trí rồi đứa là hồng, tạo hiện trường giả rồi đi thê lo rồi giao người việc hết trơn rồi bạn bè nó xông xáo lắm em nhiệm vụ là dẫn vợ đi ngoài để đây dọn trong đó cho nó đẹp tại vừa về là mọi người cứ vô ập vô mà làm thôi hề nhất là em chè Thái dạ. Tại vì cái gì em gán kéo thời gian đi càng lâu càng tốt mà cứ đồ về hoài à nhưng mà hai đứa yêu nhau vậy rồi gia đình rồi suôn sẻ hết ha có cấm cản hay là có cái gì không dạ không dạ, giống không. Như là tại vì hai đứa là tự lập á giống như là lên thành phố ở rồi anh cũng lên thành phố ở từ nhỏ luôn rồi nên không có gần gia đình nên cứ thoải mái là tự lập luôn dạ. Lúc mà em quen vợ lúc em làm cái gì lúc em đang làm gì dạ cũng làm công việc đó em làm công việc vận chuyển dạ. À vậy đó dạ, hả rồi lúc em vợ làm cái gì cưng dạ lúc đó em cũng chuẩn bị bán quần áo này kia gì đó dạ là giống như hai đứa giống như cá gặp nước vậy đó dạ đúng rồi bởi vì ngồi nói chuyện nhập hàng sao rồi nhập chưa vô đâu. Rồi xuất sao chưa làm sao xuất nhập được thì đúng rồi không bên này nhập vậy này nó anh làm gì vậy ủa anh giờ đưa công chuyện anh lại nhập khẩu đâu anh lại giờ anh đi anh chuyên chở đồ từ Trung Quốc về ồ dạ anh đúng rồi, trời đúng em đang bán quần áo đúng rồi, nè đó, đúng, đúng không đúng rồi em thôi em đang tính kinh doanh quần áo nè là mới giờ anh ấy đúng không trời đúng rồi luôn nó hoài nó không hết chuyện quá đi chị em nghe là em chớp liền em nghe là em chớp liền chụp thời cơ liền cái này cũng ngon thấy cũng quen biết rộng ngon mối này ngon à mối này ngon ha rồi đẹp trai nè rồi á là chịu chi tiền đi ăn uống đồ ha bài bạc rồi cũng giỏi số cũng hơn không từ bữa đó xong là thua luôn á là mỗi lần mà về quê đánh bài nữa là không bao giờ ăn thì đó đỏ bà cứ như là đỏ em ăn luôn tới bây giờ dạ đỏ thua không ăn đúng một ngày gặp vợ em thôi đó đúng đó đỏ dạ, đúng rồi. Mà biết sao một cua nhỏ này tốn tiền không dạ một cua nhỏ này tốn tiền không đi hồi đó cũng không tối mấy đi ăn đi uống này nọ thôi tiền ăn uống không thấy bữa nãy nó kể đó các bạn cũng ham ăn ham uống mà ăn quá trời ăn kêu đủ thứ rồi hết bò rồi tới gì ăn từ sáng tới chiều đó tại đứa hợp vậy đó thích ăn uống thích đi vô này nọ thành ra nó hợp thì khủng khiếp luôn rồi sau khi lấy về có còn hợp nữa hay không và cái việc sinh con ra tất cả mọi thứ nó có tốt đẹp hay không hay nó có gặp đỡ đần gì cho cưng không rồi nó có gặp những cái sự biến hay gặp những cái sự cố gì nó xảy ra hay không gặp biến cố biến đó cố thì, giống như là sự biến là cái gì giống như là cũng có nhiều biến cố giống như là mình bị thay đổi á như là từ hồi mà hai đứa quen tới lúc mà hai đứa cưới luôn á là không bao giờ mà có một cái tiếng nhỏ to vậy trơn xong rồi bắt đầu từ cái lúc mà có em bé á lúc mà sinh em bé thì bắt đầu hai đứa có cãi tại sao như là giống như, cũng có thể lúc đó em thay đổi giống như là em suy nghĩ nhiều hơn á như mình phụ nữ mình có con rồi phải suy nghĩ nhiều hơn lúc đó em cũng biết là mình bị áp lực là lúc đó đang dịch cứ ngày nào cũng nghe dịch chạy tới chạy lui rất là sợ rồi gặp lúc đó là hoãn công việc là hết là không có làm gì hết là cắt đứt tiền bạc này kia của hai vợ chồng luôn không làm hết rồi về quê ở nữa ở chung với gia đình nữa nên có nhiều cái phức tạp á dạ nên hai đứa cũng có gây qua gây lại giống như là đang tôi ăn tôi chơi mà có con không quen
Dạ. Nói chung là nó mới hết toàn bộ luôn. Cái trong những, tại vì mình còn trẻ mà, và trong công việc nuôi con không quen, cứ người này chỉnh người kia mà không biết, không em gành nhiều. Dạ, đúng rồi, giống như bị trầm cảm ra, vậy đó. Nhau. Dạ, lúc đó em cũng có bị trầm cảm là vậy thôi. Nhưng mà gây nhau, hỏi gây nhau dữ nhất là lúc mà cỡ sao? Cãi lộn rồi giận nhau hay là giống như là thôi tôi bồng con về má tôi ở hay này kia nọ. Giống như hai đứa mà gây nhau mà nặng nhất là cỡ nào? Dạ thì đúng rồi, chắc cỡ đó luôn. Cỡ đó, kiểu em ở nhà em, vợ em vợ, rồi xong cũng hai bữa lên xin lỗi rồi làm huề. Dạ, kiểu như là nghĩ lại thì thôi cỡ con rồi mà cũng vậy. Dạ, như em cũng lúc đó em cũng áp lực là muốn chồng mình phải cái như vậy, giống như mình nghĩ là ủa sao người ta được vậy mà chồng mình không được như vậy. Cái mình bị muốn được nhiều hơn như vậy, cái mình đặt cho anh áp lực quá. Nhưng mà vì lý do nào mà tụi em vượt qua được cái tình trạng đó? Vì đứa con, rồi vì tính tình hai đứa quá hợp nhau mà. Rồi xong cố gắng, đúng rồi. Cố gắng rồi cũng vượt qua được hết. Em cũng nghĩ là cái lúc đầu mà hai đứa quen đó, mà mình nghĩ là sao mà lúc mà hai đứa chưa có con sao mà nó vui như vậy, sao mà mình nghĩ là tại sao giờ phải như vậy, sao không vui nữa. Cái em nghĩ lại thôi không có gì hết, cứ đừng có áp lực quá, nên em thôi kệ, sau này cái anh muốn làm gì làm. Không quan trọng bây giờ là một đứa thôi đúng không? Đúng rồi. Đứa mấy tuổi? Em bé 18 tháng mà. Em xin kể luôn là em đặt tên con em là tên Xì Dách luôn. Xì Dách đó, kỷ niệm đó. Mà em đẻ đứa con gái chắc em đặt là Ngũ Linh, Nguyễn Thị Ngũ Linh quá. Sao vậy? Ngũ Linh là sao? Ngũ Linh á, Ngũ Linh là thắng bài á, là thắng năm lá. Đúng rồi, năm lá 21 điểm. Rút năm lá 21 điểm, chưa tới 21 điểm. Còn hơn Xì nữa. Dạ. Giống như Xí Ngầu á, Xí Ngầu á đó. Thì đó chị cũng có biết chơi bài đâu. Mà ăn, ta nói ăn, thôi là ăn vậy đó. Bởi đẻ đứa con đầu tiên tên Xí Ngầu luôn. Còn Xí Ngầu dễ thương nghe là kia tên Xì Dách. Xì Dách dữ à nha. Thì nó trai mà. Mà gặp con gái mà để tên Xì Dách nó kỳ lắm á. Mà con gái thôi Ngũ Linh cũng không nên. Em nói giỡn đó, em nói giỡn cho mấy cái. Nó chơi. Xí Ngầu đi dễ thương á. Lúc đầu đặt tên Xì Dách ở nhà nói cái gì mà giống thần bài quá vậy, cái gì mà đặt tên gì con gì ghê vậy. Mà giờ ai cũng kêu nó quen. Quen rồi, cũng thôi, thương sao dễ thương mà. Rồi bây giờ đến cái phần này nó hấp dẫn nè. Nãy kể cho vợ kể cái phần mà coi như là ở với nhau rồi á. Nhìn thấy ổng có bao nhiêu tật xấu lòi ra đó. Ở dơ đó, nãy bừa bộn đó nhớ không? Đang kể đó. Bây giờ còn không? Đi. Dạ cũng còn. Bây giờ tới phần khui tật xấu đó. Dạ cũng còn nha. Khui đi. Xong rồi còn quên tắm nữa. Mà đó giờ em nhỏ lớn em mới nghe một người mà sao quên tắm á. Em cứ hỏi hoài luôn. Tối nào cũng hỏi mà. Sao mà quên tắm ta? Là không cố tình. Cứ nguyên ngày cứ là cứ xong cái đi ngủ, cái em nói rồi sao không đi tắm đi. Quên rồi. Xong rồi cái em mới kêu ra tắm đi, cái nói giờ tắm là trúng gió chết liền chứ không có cỡ nào cũng trúng gió chết liền á đó. Rồi là xong rồi để tới sáng tắm. Mà không có lau mình luôn. Dạ không luôn. Cứ vậy là đi tắm là, là nhưng mà biết là nằm xa em nha. Nằm xa em ra, ôm cứ ôm nằm xa em ra. Vậy đó, rồi bữa nào tắm thì sáp vô, còn bữa nào chưa tắm thì sáp ra. Mà bây giờ còn không? Còn luôn. Bây giờ nó thành một cái lệ rồi. Dạ. Có nghĩa là bữa nào anh tắm là chị vợ biết bữa đó là phải sáp vô. Dạ. Còn bữa nào mà nằm ôm một cái ôm ngoài là biết bữa đó chưa tắm. Rồi là biết chưa tắm. Dạ vậy đó. Nghĩa là đó là nhiều khi nó cũng là một cái ký hiệu nữa. Ký hiệu đó. Trời ơi, không bạn ký hiệu bạn không chị đó. Bạn chị đó Bin, bạn chị đó, cái bữa nào tôi mặc đầm là anh biết là bữa đó là đó anh phải làm nghĩa vụ quân sự đó. Thôi, xong chồng nó kể vui lắm đó. Trời ơi, hồi hộp thấy bà nội luôn á. Bữa nào mà thấy bà đi cặp giò lên mà lửng lửng tới đây là thôi rồi xong. Là đó đêm đó. Bữa nào mà có cái quần pháp pha pháp phới đây là thấy khỏe rồi. Phải thật là em, tại em nghe công việc của em á, nghe điện thoại gì quá. Mà em cái tật em hay quên. Mà cái là em quên thiệt, cứ nghe điện thoại xuống từ 9, 10 giờ đi 11 giờ vẫn còn nghe. Nghe ghét rồi mệt quá, cứ rồi lăn ra ngủ luôn. Công việc thì công việc, công việc cứ nghe điện thoại thôi. Thôi nhưng mà dù sao đi nữa cái chuyện ở dơ vẫn là dơ. Dạ, xong rồi còn hay hậu đậu mà còn đó, tiếp theo đó. Bây giờ một cái nào là quên tắm ở dơ nè, rồi tiếp theo cái gì còn nữa? Tỏ vẻ nữa, ra vẻ. Dạ ra vẻ, ra vẻ đó. Dạ đúng rồi, ra vẻ thể hiện, thể hiện. Giống như là giống như cái vụ mà đi lau nhà đó, nói chung là tại vì dạ đúng rồi, cũng mình thể hiện sạch lắm quá. Giống như là giống như trong cuộc vui với mấy bạn hay là kia, anh cũng thể hiện lắm. Giống như là bữa giống như kỳ em với ảnh đi ra vịnh Hạ Long chơi, xong rồi thì nói là thôi sáng mai thì đi ra máy bay thì xuống khách sạn có taxi thì đón ra luôn, không để anh biết chỗ này có chuyến là chuyên gia xe chở rất là VIP chở từ khách sạn ra sân bay, xong cái anh cũng đặt thì mình cũng nghĩ ok rồi. Xong anh đặt cái ngày mai người ta tới rồi, hai đứa cứ lên xe ngủ thôi, rồi rặn đi ra sân bay. Sân bay vậy anh
Cát Lái hả? Sân bay Cát Bi. Cát Bi. Cát Bi. Cát Bi. Sân bay Vân Đồn. Sân bay Cát Bi. Nó chở ra sân bay Cát Bi Hải Phòng mà. Nó chở ra Cát Bi Hải Phòng luôn. Trời ơi trời. Mất vé luôn. Người đặt vé lợi. Ủa? Nhưng mà thực ra là sân bay Vân Đồn. Em ở Hạ Long thì đúng ra là sân bay Vân Đồn. Mình về Sài Gòn. Chết cha rồi, em đặt người ta sân bay Cát Bi hả? Dạ. Đặt lộn, hàng đó nó chở ra Cát Bi. Cái nói anh ơi tới sân bay Vân Đồn chưa? Tài xế của em nhìn gì? Nó hết hồn luôn, nó không ngờ luôn. Ủa? Cái này sân bay Cát Bi mà anh. Trời ơi, em đặt sân bay Vân Đồn. Đâu có, anh đặt sân bay Cát Bi mà. Trời ơi, chết mẹ rồi, bỏ vé luôn. Có nghĩa là ổng đọc lộn đúng không? Dạ đúng rồi, xong rồi cái em tức quá, cái em mới nói là ủa rồi anh kiếm này ở đâu vậy để nói chuyện với người ta. Cái nói anh sợ tin Google á. Trời ơi là tưởng đâu mình tưởng đâu là ổng biết rồi, ổng rành rồi. Ai về là ổng sạch tin Google là ổng nhấn vô là hả? Chuyên gia chở đi tuyến máy bay, tuyến sân bay. Mà vậy không đó. Coi cái địa phương. Dạ. Không coi. Trời ơi bó tay luôn. Em hỏi anh ơi tới sân bay Vân Đồn nó quay hết hộn em rồi tuột máu luôn. Xong rồi mất cái vé. Máu luôn. Cái này 21 mà chị Thúy Nga về á là giới thiệu với chị cho em trai dạ. Chị Thúy Nga. Đúng rồi đó, đúng em kể cho nghe. Có nghĩa là em đó là đi diễn với Sa Đéc cho Lê Tứ, thấy không, hai chị em đi tung tăng chạy lên cái đầu cái tới cầu Mỹ Thuận rồi dạ. Là tới Sa Đéc là sát dạ. Bên anh mà bà vừa gọi điện thoại thì mở lo lên thì em nghe tiếng gà gáy mà chị biểu ví dụ như 6 giờ tối hay là 6 giờ rưỡi tối á thì bấm điện thoại lên thì phải nghe âm thanh cái loa phát này dạ. Đó, nghe gà gáy nghe không phải gà gáy nghe chó sủa nghe chó sủa nó sao kỳ ta. Cái đầu gọi ủa Tứ ơi, Nga với Quốc Thuận đã tới cầu Mỹ Thuận rồi nè. Cái Tứ nó ủa sao chị xuống sớm vậy, ủa sao vậy, dạ show mình tháng sau lận chị. Trời ơi lộn là lộn con thằng dạ. Dạ anh này cũng quá nhiều, giống như gọi là chân mệnh thiên tử á. Rồi tại bạn của em hại bạn mấy đứa bạn ở dưới quê à, gọi là chân mệnh thiên tử là độc nhất vô nhị luôn, là ổng đó. Trời chuyên ơi. Gia luôn. Rồi bây giờ là da dẻ vậy là đúng rồi đó. Da dẻ hay là còn gì nữa, còn mới đây nữa cũng ra rẻ lắm. Anh đi chở em qua Trà Vinh là đi coi cái xưởng của em, xong cái gặp công an, mình thấy công an trước rồi cái mình sợ nữa. Ủa anh có đem giấy tờ đầy đủ không? Trời ơi em yên tâm, anh đi hoài anh đem giấy tờ đầy đủ lắm. Xong cái công an tấp vô cái cũng tấp vô luôn, ok rồi, tại ông này thấy ok rồi. Vô cái công an mới hỏi là giấy tờ đâu, cái đem ra cái bằng lái 4 bánh, không có bằng lái 2 bánh. Ủa sao tự nhiên bị tráo đổi rồi anh ơi, cái nói với anh công an vậy đó. Xong rồi cái ông công an hả dắt chiếc xe chở về luôn, chở về đồn luôn. Mà em nói có bi đát khủng khiếp luôn, bằng lái 2 bánh không đem, bằng lái 2 bánh để Sài Gòn à. 11 giờ đêm đi tới địa phận Bến Tre bị bắt rồi sao, đi Trà Vinh mà cẩu xe về, đi taxi Bến Tre vô trung tâm thành phố Huy mấy trăm ngàn ngủ một đêm, qua bữa hôm sau lấy xe mà chị em Huy hữu thiệt bởi số bị xui hay sao, đi vô để mình đã phạt không lái luôn, chịu gửi để lấy xe về vô nào phạt. Hệ thống toàn quốc lỗi thứ hai lấy bà, trời ơi trời, quốc thêm 3 ngày nữa. Em nói mà cái tiền xe mà cái tiền mà ở khách sạn thì xe đi lại chắc hơn mấy triệu bạc, hơn tiền là phạt nữa. Thì mà nó xui cái kiểu mà từ đó giờ không có bị lỗi, ngay bữa em vô bị lỗi luôn, lỗi thứ 6 hệ thống toàn quốc lỗi rồi em bơi thứ 2 rồi em vô. Ông giống như là cái cuộc đi nào mà ông này là có ông này là bị xui à. Mà nó xui ông này lắm xui chị. Dữ lắm số ông này sao? Xui mà dữ đó chỉ là một trong số ít chuyện thôi đúng không? Dạ, còn nhiều lắm, 100 chuyện luôn. Thôi bây giờ coi như mình nhiều lắm quá đi em. Dạ, bây giờ lắm. Bây giờ mong muốn đi, bây giờ mong muốn đi, nó dạ. Nó dầm dầm khui nó không, khui nó không, thôi tội nó. Bây giờ chỉ mong muốn chồng thay đổi cái gì. Dạ thay đổi là bớt kiểu như là bớt thể hiện đó, giống như là bớt da dẻ đúng dạ, không? Dạ, giống mỗi lần mà đi, chuẩn bị sẽ có cuộc vui là đi chơi với hội bạn đó rồi, bắt đầu em đã dặn ở nhà rồi. Anh cứ giờ anh cứ người ta nói A, anh cứ nói A, người ta đi B, anh cứ đi B đi, anh khỏi ra dẻ, anh khỏi thể hiện gì chứ. Rồi là bớt da dẻ. Dạ đúng rồi. Người ta kêu đi đâu thì đi đó đi, anh đừng có bài nữa. Đó, rồi giờ bắt tới cưng đó. Giờ tới cưng dạ. Đi nãy giờ nó nói cưng quá trời rồi, cưng nói lại nó đi. Nghĩa là mong muốn thay đổi là bớt da dẻ đúng bớt không? Dạ đúng rồi, với lại bây giờ tới em đó. Bớt ở dơ. Bớt ở dơ nữa. Vợ em á, vợ em thì kiểu mà vợ em á tật xấu, vợ em thì không có tật xấu gì mà hay lớn tiếng em thôi. Hay lớn tiếng em gặp nghe công việc em tép. Em bị stress đúng không? Công việc cứ lớn tiếng em ghen tép em bực em chửi là mà hai vợ chồng nóng tánh nữa. Trời ơi chửi lộn tao nói binh thiên nhà cửa luôn. Chửi mà còn hơn sân khấu nữa mà. Vậy đó hả? Trời ơi thấy ghê lắm. Rồi sao? Xong thì cứ cãi lộn vậy đó. Cứ em bị tép rồi vậy, lớn tiếng cứ tật xấu thì lớn tiếng em thôi. Có nghĩa là không có nói gì, lớn tiếng mà nói nhiều không? Càng nói nhiều rồi nói nhiều đó.
lớn tiếng mà còn càm ràm nữa, có không? Càm ràm với em. Vậy là càm ràm mà trong cái lớn tiếng. Trong cái lớn tiếng đó. Càm ràm. Trời đất ơi, tôi nói cho ông biết, tôi nói thiệt với ông luôn. Quen gì rồi. Đó, còn càm ràm mà xù xìu mít á là còn mệt nữa. Mà em thấy cũng vui. Em thấy cũng vui nhưng mà đôi lúc em bị test công việc á, em thấy là bực nhưng mà thường ngày vẫn vậy là vui. Thì vợ càm ràm em càm giỡn lại, em giỡn nhiều. Đó còn gì nữa nè, càm ràm còn. Vợ em thôi, tật xấu em thì tật xấu, vợ em thì không có tật xấu. Thôi đúng không? Giờ mong muốn là chắc hết càm ràm đúng không? Đúng rồi. Em muốn thì vợ em cũng có càm ràm nhưng mà ít ít lại. Để càm ràm nó vui, không có nó buồn. Thì một ngày mày không nghe vợ chửi chịu không nổi. Ít ít lại cho nó ngon nhà đúng không? Cho nó có không khí, cho có hương vị. Nói nghe nè, mình càm ràm tại vì những em càm ràm những lúc mà tại nó da dẻ đó phải không? Dạ đúng rồi. Da dẻ rồi hư bột hư đường đó. Em. Rồi vậy thôi á. Rồi em càm ràm cái lúc đó mà nó quên tắm hoài phải không? Dạ đúng rồi, em nói từ sáng chiều. Đúng rồi. Đó muốn nó bớt cái thì bỏ mấy cái tật đó đi. Trời ơi. Thôi cặp vợ chồng này quá vui. Và thậm chí là chia sẻ những câu chuyện nó rất là tích cực. Anh chỉ mong rằng là hai vợ chồng cứ tiếp tục đó. Và thậm chí là coi cái thời gian nào đẹp đẹp đó thì thuận tiện đó lại thêm đứa nữa. Mới 18 tháng rồi đó em. Không sao đâu, được. Em bé mới 18 tháng. Lẹ mình nuôi cùng lúc đi để cho nó khỏe sau này. Dạ. Đó. Nghe. Nghe nôn. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Nôn không? Dạ nôn. Nôn kìa, nôn à? Liền. Ừ. À, ngứa mỏ quá. Chúc con gái nghe. Nghe. Rồi, chúc nghe. Cho hai vợ chồng của hai đứa nghe. Trong năm nay bác sĩ sẽ báo tin vui. Dạ. 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 Qua năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời. Đó có thể là một cô gái hoặc cũng có thể là một cặp sinh đôi. Trời ơi, con cọp vàng à. Đâu có cọp rồi. Đấy, cọp. Con rồng vàng. Ừ, rồng. Xin lỗi. Dạ. Một cặp rồng vàng luôn. Trời ơi, ngon lành luôn. Rồi, xin chào em. Dạ.